Đúng là cosplay chuyên nghiệp. Số này giống thật quá đi. Chút nữa gửi qua tao bao nha. Mẫu mèo quá. Giả vờ gì đó, mau chóng làm việc đi. Tại sao lần nào người làm việc cũng là tôi? Giả vờ ngầu thì đều là cô. Bởi vì khán giả thích nhìn thấy tôi. Hỏi thử xem, tên đến buồn đó đi đến đâu rồi. Alo. Thu mặt cô nhanh lên đi. Tôi lập tức tới ngay, lần sau sẽ không thua cô ta nữa đâu. Không đánh chơi với anh nữa. Cầm lấy vật chứng nhờ cảnh sát đi. Cái xe đó cũng ăn cắp đó. Đại gia mình bắt cướp rồi. Người xấu không phân biệt lớn nhỏ. Cô còn không đến nữa là mình tôi chiếm chỗ này. Chết tiệt. Bình hoa này đã đem đại cuồng đi rồi. Im miệng. Xác nhận mục tiêu. Đừng có hành động nông nổi. Cô gần họ lắm rồi. Có người cho rõ danh tính đang nhắm về chúng ta. La Lạp, hướng 8 giờ của cô. Giao dịch gặp vấn đề. Có người âm mưu cướp lấy máy tập hợp. Vương Khải Văn muốn qua cầu thứ bán xong. Nhìn trang bị và bỏ câu. Có lẽ là điệp viên. Bảo vệ máy cho tốt. Bộ phận điều chỉnh cân bằng của máy đã bị hỏng rồi. Có thể nổ bất cứ lúc nào. Thu Mạc hướng 3 giờ. Thu Mạc phía sau. Hồi sức tấn công. Tôi lấy được rồi. Lúc nãy tôi đã cứu cô đấy. Mau vứt cái vali đó đi. Ngu xuẩn. Thu Mạc, La Lạp, hai cô sao rồi? Có nghe thấy không? Alo. Thu Mạc, La Lạp. Nghe thấy trả lời đi.
Hiệu quả phóng xạ của nguyên tử sát quả nhiên rất đặc biệt. Tôi cho rằng giá trị của ấy thể hiện ra còn hoàn hảo hơn cả mấy tập hợp nữa. Cô ta chỉ là một tai nạn. Chỉ có mấy tập hợp mới có lý do chúng ta bắt tay thành bạn. Vụ nổ không phải trách nhiệm thuộc về tập đoàn chúng tôi, nhưng vụ nổ khiến chúng ta không có được gì cả. Không phải sao? Chàng trai trẻ, cậu có rất nhiều thời gian, đừng quá gấp gáp. Tôi tin là chúng ta sẽ nhanh chóng biết được giá trị của cô ta. Thật không ngờ cô lại là một sự ngạc nhiên lớn như vậy. Có lẽ cô chính là chìa khóa kéo dài tuổi thọ cho tôi. Chìa khóa. Xin hỏi, chỗ các anh có thể cầm cố thời gian phải không? Tôi cần tiền. Qua ghi chép hình ảnh thì có thể xác định trong lúc chiến đấu vali đựng máy nguyên tử sắt nhiều lần bị va đập vào mặt đất. Chắc là do hộp chứa nguyên tử sắt mất cân bằng nên dẫn đến phát nổ. Trước khi hành động không xác nhận mục tiêu có an toàn hay không à? Trước khi hành động chỉ xác nhận mục tiêu đang ở trong vali rồi hành động thôi. Là làm trước giờ luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc hành động an toàn, sau lần này lại lỗ mãn như thế chứ? Hai người họ đều đang tranh xem ai là đội trưởng, nên hành động như là thi thố lẫn nhau. Rõ ràng là gây rối. Tôi cảm thấy họ không thích hợp làm chung một đội đâu. Họ mình muốn hướng đi của La Lạp không? Vẫn chưa có. Thu Mạc nói lúc bị nổ, La Lạp đã nằm ở trên người của Thu Mạc. Có thể là đã bị thương, nhưng tôi đã kiểm tra tất cả máy quay. Các tuyến đường rời khỏi công xưởng chắc phải thu được chút manh mối gì đó, nhưng hoàn toàn không có. Chuyện đi tìm La Lạp cứ giao cho bộ phận tình báo đi. Cô vẫn nên tự tập trung tiến hành phân tích các vật còn sót lại sau vụ nổ ở hiện trường. Nhớ kỹ, nhất định phải làm rõ được tập đoàn M muốn làm gì. Cậu có thể đi. Hoan nghênh lần sau lại đến. Sẽ không có lần sau đâu.
Anh, em đã mượn được tiền làm phẫu thuật cho mẹ. Có thể là phẫu thuật rồi. Cơ thể thí nghiệm đã hấp thu thành công thời gian của đối phương, chứng minh phán đoán của chúng ta là khả thi. Phán đoán theo có tác dụng gì? Cái tôi muốn là kết quả. Hội thí nghiệm bây giờ hoàn toàn không giống với là hồi trước. Bất kỳ nghiên cứu nào cũng cần phải thử nghiệm nhiều lần. Đứng ngay ngắn vào. Tôi không có thời gian đợi. Cô có phải cũng đã có được những năng lực không nói nên lời? Cô gái tôi qua thế nào? Có sướng không ạ? Ăn mặc trẻ trung như vậy cũng đâu có giấu được mình già. Sợ cái gì? Lên nào. Đi. Chết tiệt, ông già này. Vậy mà cũng thích cùng nhóm nhạc với mình chứ. Đã thu được tín hiệu của La Lạp chưa? Vậy những đồng nghiệp phụ trách dọn dẹp hiện trường có tìm ra manh mối gì không? Vậy mà cậu còn ngồi đây hả? Chẳng phải cô luôn ghét cô ấy sao? Cứ muốn đổi đồng đội mà. Lần nào làm xong nhiệm vụ về, cô đều tức giận mắng cô ấy. Mặc kệ cô ấy đáng ghét thế nào. Chỉ ra lần này lúc phát nổ cũng nhờ cô ấy cứu tôi. Tôi đã nghĩ tới mọi cách. Không có manh mối. Kết luận 1, cô ấy mất tích. Kết luận 2, cô ấy đã đi đến một nơi mà chúng ta không biết. Cô cướp mất thần tượng của tôi, sao tôi giúp cô được? Món đồ chơi con nít này mà gọi là thần tượng hả? Nực cười. Nó đến từ tương lai. Không gì không biết, không gì không thể. Mỗi lần sau khi chúng tôi giao lưu tinh thần với nhau xong, tôi đều có được cảm hứng đấy. Thật hay giả? Tôi hỏi nó một câu được không? Cái gì? Cái gì? Tiền. Cậu nhìn nè. Trời đất. Xác nhận thời gian đi. 2:30. Ôi cha mẹ ơi, cô này ngầu quá.
Cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội vượt qua cậu rồi. Cái gì vậy? Anh nói xem, có phải sau vụ nổ lần đó đã để lại di chứng gì không? Cái này phải nghiên cứu. Kết quả ADN cho thấy người chết là Lâm Long. Cho xin đi. Bây giờ đang bận đi tìm La Lạp đây. Vụ án mạng nhàm chán này có thể đừng làm lãng phí thời gian của tôi được không? Không thì giao cho tôi cái nào khó hơn đi. Tôi tin là không có La Lạp ở đây, mọi chuyện chắc chắn cũng sẽ thuận lợi hơn. Nạn nhân 25 tuổi, nhưng kết quả phân tích xương cốt thì lại cho thấy độ tuổi là 80. Đã từng có một nhà khoa học thực hiện cô máy điều chỉnh thời gian. Sếp Yip nghi ngờ có liên quan đến giao dịch máy tập hợp nguyên tử sắt lần trước. Sếp Yip, tôi đã ra được vị trí xuất hiện cuối cùng của Lâm Long. Nơi đáng nghi nhất là câu lạc bộ ngầm số 11. Số này là tài sản tự nhiên, nhưng những tin tức liên quan lại không hề tìm thấy. Ngay cả kho tin tức của chúng ta cũng không tra ra được bất cứ tài liệu nào, cũng phù hợp với đặc điểm của La Lạp bị bắt. Thu Mạc, cô đến xem đi. Người này tên Vương Khải Văn, 65 tuổi, ông chủ của câu lạc bộ ngầm số 11, đang bệnh nặng. Người này là Lý Mạch Niên, 30 tuổi, giám đốc hiện tại của câu lạc bộ ngầm số 11. Cũng chính người này đã xuất hiện ở câu lạc bộ ngầm số 11 vào ngày thứ hai sau khi máy tập hợp sắt phát nổ. Trước mắt tư liệu chỉ có chừng đó, cô có thể tiếp cận thăm dò chỗ đó chứ? Tôi biết rồi, có manh mối về La Lạp rồi, hành động. Tôi nói này, sao cậu cứ để đồ ăn vặt của cậu ở trong tủ đựng vũ khí của tôi? Thức ăn chính là vũ khí trang bị của tôi. Tôi nói này, cậu có thể đừng có đứng suốt ngày mang bánh được không? Đặc biệt là lúc đang chấp hành nhiệm vụ, trâu tai lúc nào cũng nghe tiếng lốp bốp cậu dai, phiền chết đi được. Vậy chúng ta đổi một chủ đề vui vẻ hơn nha. Có chủ đề vui vẻ nào có thể nói với cậu chứ? Qua đây. Vừa nãy tôi đã nghiên cứu phân tích năng lực đặc biệt của cô. Dựa theo thuyết tương đối của Einstein, tốc độ thời gian hóa lớn nhất căn cứ vào thời gian gia tốc. Trong trường hợp tốc độ không thay đổi thì tốc độ thời gian hóa lớn nhất sẽ trở nên dị thường. Nói tiếng người đi. Cụ thể thì phải đợi báo cáo xét nghiệm máu của cô xuất hiện thì mới xác định được. Có điều cũng có thể mở rộng cảm giác thời gian trôi nhanh trong phạm vi từng người, khiến người ta cảm thấy thời gian trở nên chậm lại. Vậy ý cậu muốn nói là La Lạp cũng giống như tôi, sau khi trải qua vụ nổ đó thì có thể có năng lực đặc biệt? Có thể cho là như vậy. Đúng rồi. Của cô, đây là cái gì? Lần trước rút nhiều máu của cô như vậy nên đưa cho cô bồi bổ đó. Tôi cảm thấy bình thường cậu chảy nhiều máu như vậy vẫn nên để cậu bồi bổ hơn. Cũng có lý. Này, nhớ kỹ, hôm nay cô là con gái đó. Bộ đồ anh đưa cho tôi có thể mặc ra ngoài đường xong. Con gái. Đã lo xong chuyện cửa ra vào. Thu Mạc, nhớ là tối hôm nay nhiệm vụ chỉ là thu thập thông tin,
nhất định không được để lộ thân phận. La Tân, trước đây ra ngoài làm việc với lại La Lạp cũng nói nhiều như vậy hả? Ôi đáng chết, có tín hiệu làm dưỡng. Thu Mạc, cô đợi tôi một lát, tôi sửa ngay. Xin lỗi, thẻ cô có vấn đề. Sao thế được chứ? Máy của anh không phải hỏng rồi chứ? Mời vào. Thử lại đi. Xin lỗi, vẫn không được. Xong rồi, vào được rồi. Tôi nghĩ anh vẫn nên thử lại một lần nữa. Mời vào. Máy móc của các anh cũng giống như các anh, chất lượng quá kém. Xin lỗi, lúc nãy có người đụng vào tôi. Đợi một lát. Đây là danh thiếp của tôi. Có lẽ ông có thể liên lạc với tôi. Hình như cô rất có hứng thú với ông chủ của chúng tôi. Tôi chỉ muốn thử vận may. Vận may của cô hôm nay hình như không tốt. Chỗ chúng tôi hôm nay không đón khách nữa. Vậy sao? Vậy những cái này anh cứ giữ xem như là chút tiền lẻ đi. Nói không chừng sau này còn có tiền lời kiểu khác đấy. Hoàn cảnh ở chỗ này cũng khá thật đấy. Tôi cũng thích quần áo được trang bị ở đây. Xin chào, tôi là La Tân, phụ trách hỗ trợ hành động và phân tích kỹ thuật. Họ đều gọi tôi là ngôi nhà kỹ thuật. Tôi là Thu Mạc, sở trường là lái các loại xe, còn có thể tấn công đột kích. Ở đây không cần tấn công đột kích của cô. Về sau đừng đến muộn nữa. Mà cô là ai vậy? Tại sao tôi phải nghe lời cô? Trong tất cả các nhiệm vụ, kỷ lục cá nhân của tôi là thành công 100%. Tôi luôn đạt điểm A cộng trong mọi tình huống. Tôi đã xem qua hồ sơ đánh giá cá nhân của cô rồi. So sánh một chút đã thấy cô phải nghe lời của tôi. Cô nói như vậy, tôi cũng đứng hạng nhất ở trường mà. Hơn nữa, những kỷ lục đó cũng chỉ là những chuyện quá khứ, tôi thể hiện được điều gì đâu. Làm sao? Có bản lĩnh thì đến lúc hành động sẽ thấy. Được thôi. Năm trận tháng 3, người thắng sẽ trở thành đội trưởng. Này, này, Bình Hoa chết tiệt. Ngực to thì giỏi à? Phân tích xong kết cấu ngôi nhà rồi. Dựa theo bản vẽ kết cấu và những hình ảnh cô đã quay được, kết cấu có 3 tầng lầu ở phía trên, chính là đại sảnh mà hôm nay cô đã đến dự tiệc. Lầu trên cơ bản đều là phòng dành cho khách, không có gì đặc biệt cả. Hệ thống giám sát bên trong rất nghiêm ngặt, các bạn không có cách nào để nhìn thấy dưới lòng đất đâu. Vì Vương Khải Văn và Lý Mạch Niên thì sao hả? Đừng có nhắc nữa.
Các bạn không có cách nào để tiếp cận Vương Khải Văn. Thái độ của Lý Mạch Niên thì không rõ. Có điều tôi cứ có cảm giác anh ta đang đợi tôi đi tìm anh ta. Về nhà ngủ thôi. Anh mau chóng xử lý hệ thống phòng thủ ở đó đi. Tôi có trực giác La Lạp nhất định đang ở trong đó. Đi thôi. Phải thôi. Đã có báo cáo xét nghiệm mẫu máu của cô. Tối nay tôi sẽ gửi cho cô. Không sao đâu. Cùng lắm là biến thành người kiến hay là khổng lồ xanh gì đó. Chỉ cần không bị người ta bắt về làm thí nghiệm, kỹ năng thì cũng khá là tốt rồi. Này, vậy tôi đưa cô về. Tôi ghét nhất là người ta thiếu nợ tiền tôi. Chúng tôi không có. Hai cậu còn có gì để có thể cược với tôi nữa? Tuổi trẻ của chúng tôi. Xem ra các cậu hiểu quy tắc ở đây. Được. Từ bây giờ, chip của các cậu chính là thời gian. Chip của tôi rất nhiều tiền. Chúng ta đều có cơ hội thắng được thứ mà mình muốn. Rất công bằng. Bắt đầu đi. Các cậu bây giờ đã không còn nợ tiền của tôi nữa. Hay là tiếp tục đi. Tôi đồng ý chơi cùng. Có lẽ các cậu sẽ thắng được nhiều hơn. Là cược hết chứ. Nó có thể là thứ khiến các cậu còn sống mà ra khỏi đây đấy. Chúng tôi càng muốn nhìn thấy đối thủ thua đến phải cởi cả quần. Đáng tiếc. Cái loại người không biết trân trọng thời gian như các cậu thì giá trị duy nhất chính là trở thành miếng mồi ngon cho sinh mệnh của người khác. Dùng thời gian của các cậu để kéo dài sinh mạng, nghĩ thôi là đã thấy tởm rồi. Tôi đã không còn nhớ cảm giác trẻ tuổi nữa. Có điều qua khỏi tối hôm nay, mọi thứ đều sẽ khác. Tiền bạc so với tính mạng thì không đáng một xu. Họ còn quá trẻ, căn bản không hiểu được.
Phân tích báo cáo tử vong cũng tương đồng với trường hợp của Lâm Long. Có điều trong cơ thể họ lại có ADN của La Lạp. Về báo cáo phân tích hành tung thì sao? Địa điểm mất tích cuối cùng chính là câu lạc bộ ngầm số 11. Chết tiệt. Tôi bị tên Lý Bạch Nhiên đó lừa rồi. Tôi qua trong phòng đó, chắc có lẽ chính là họ. Hình như cũng khớp thời gian đấy. Nhưng mà có một tin tốt. Một năm trước bị bắt, đi tù 6 tháng. Lúc đó bọn họ có 3 người. Ông chủ, hai người họ đến chưa? Chưa. Cậu đang tìm họ đúng không? Tôi không biết gì cả. Tôi biết một cách rất hiệu quả để chữa chứng mất trí nhớ. Bắt đầu từ giờ, cậu còn nhiều nhất là 5 lần để nói chuyện đi. Còn ít nhất chỉ có 1 lần. Nói đi, tối hôm qua họ đã đi đâu? Tôi thật sự không biết mà. Cũng may quá nhỉ. Lão đại của tôi có rất nhiều tiền, nhưng mà chúng tôi tiêu hết nhanh lắm. Nghe nói có thể dùng thời gian để trả nợ, nên hai người họ đã đi rồi. Hai người họ đi đâu? Có danh thiếp. Câu lạc bộ ngầm số 11. Có từng gặp người này không? Chiều thường hay thấy trong phim, xem ra cũng có ích chứ. Tôi biết cô tỉnh rồi. Có lẽ tôi nên cảm ơn cô đã kéo dài mạng sống cho tôi. Có điều, nếu như không có tôi, cô cũng không thể tạo ra kỳ tích. Tôi không có tư cách từ chối ông, đúng không? Thực ra tôi rất hy vọng cô có thể trở thành đối tác cho tôi. Vẫn chưa có ai có thể xâm nhập được vào hệ thống bảo vệ của tôi. Các người ngây thơ quá. Cũng còn, dậy đi, dậy đi.
Tối nay chúng ta sẽ đi tìm Lý Bạch Niên. Nói không chừng anh ta có thể dẫn chúng ta xuống dưới hầm. Đúng rồi, tối hôm qua tôi đã thừa cả đêm, cuối cùng cũng đã phá được tường lửa rồi. Người ta 5 phút thôi mà hỏi ra được rồi. Năng lực mạnh quá cũng là một gánh nặng. Cô nói cái gì? 5 phút? Tôi làm việc cực lực suốt 10 tiếng đồng hồ. Là 10 tiếng, cô chỉ cần có 5 phút đã. Ôi cha mẹ ơi, cô làm tôi tức điên mất. Tôi quyết định rồi, tối hôm nay tôi không làm chi viện nữa đâu. Cậu, lần này có chết cũng không làm mình khổ nữa. Căn phòng này đã được sửa thành phòng tập gym. Không tồi. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Vương, xem ra thí nghiệm đã thành công. Tổng Giám Đốc Vương tính đuổi tôi ra khỏi cửa đúng không? La Lạp là do tôi đưa về. Lúc đầu hợp tác chúng ta cũng đã nói rất rõ, cùng hưởng thành quả. Bây giờ Tổng Giám Đốc Vương muốn nuốt lời sao? Sự thật có thể buông tha cho ông, nhưng không có nghĩa là tập đoàn cũng có thể bỏ qua cho ông. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trở thành người mà tất cả mọi người đều phải muốn hợp tác. Sinh mạng là nhu cầu của mỗi người, bao gồm cả cậu nữa. Vậy ông định thế nào? Tôi muốn thiết lập lại nguyên tắc sinh tồn. Người nghèo có thể bán thời gian để đổi lấy tiền mà họ khao khát nhất. Còn người giàu có thể dùng tiền tài của họ để đổi lấy thời gian mà họ khao khát nhất. Rất công bằng. Về điểm này thì tôi đã tự kiểm chứng. Tôi tin rằng nếu tôi công bố thành quả này, tất cả mọi người đều biết nên chọn lựa như thế nào. Nghe có vẻ không tồi. Tiếp theo thì sao? Ông dự định xây dựng lại quy tắc thời gian sao? Tôi nghĩ cậu là người thông minh. Chọn lựa thế nào thì cậu tự suy nghĩ. Rượu này ngon đấy. La Tân, tôi có cảm giác Lý Mạch Điên nhất định có thể ra vào. Chờ chút nữa cậu xem giúp tôi. Chỉ cần tôi thành công, cậu hãy giúp tôi khởi động máy báo cháy, giúp tôi thoát thân. Được rồi, Lý Mạch Điên ở phòng số 3 lầu 2. Được. Tôi muốn cầm cố thời gian.
Thật đáng tiếc, người duy nhất có tư cách thẩm định và ra giá chỉ có ông chủ của tôi thôi. Là ông già hôm qua sao? Từ hôm nay trở đi, ông ta không còn là ông già nữa. Chỉ cần là ông ấy muốn thì lúc nào cũng có thể trở thành trẻ hơn. Cãi lão hoàng đồng. Tôi thích dùng câu cướp đoạt thời gian để có thể dễ hình dung hơn. Thủ hạ của tôi chết rồi. Tôi thấy có hơi tò mò. Người bị cô cướp thời gian đi đâu rồi? Nói xem thử, cô đã dùng thời gian đó để làm những gì? Ông chỉ cần đi quan tâm bình luận của khách hàng là được. Chết một hai tên đàn em có gì đâu. Tôi nghĩ chắc ông sẽ không đau lòng. Đúng vậy, chết một hai tên đàn em thôi, tất nhiên tôi sẽ không để bụng. Nhưng tôi không hy vọng vật phẩm quý giá này lại lãng phí một cách vô tội vạ. Đổi cách nghĩ đi, cứ xem như một vụ đầu tư mạo hiểm, chắc phải sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn à? Tôi không hy vọng người khác giấu tôi chuyện gì cả. Anh ghen à? Thời gian xem phim đã hết. Cô cũng nhiều chiêu đấy. Đúng rồi. Người cô muốn tìm đang ở đây. Có điều cô không cần phải đi cứu cô ấy. Cô ấy cũng không cần cô đến cứu đâu. Chuyện này với ông mà nói còn là tin tốt. Sau khi ông lợi dụng tôi để cướp đi thời gian của người khác, bản thân tôi cũng sẽ già đi nhanh chóng. Phụ nữ sợ già đến thế nào chắc ông cũng hiểu. Đặc biệt là người phụ nữ có ngoại hình xuất chúng như là tôi. Xem ra chúng ta là những người cộng sự ăn ý, hợp tác vui vẻ. Đế quốc thương nghiệp tương lai của tôi luôn có vị trí của cô. Anh đã biết tôi là ai từ lâu rồi đúng không? Tôi muốn biết năng lực thời gian mà cô có được là gì. Anh bắt tôi vào trong đó chẳng phải sẽ biết rõ sao? Thông minh, đây là cách duy nhất. Kết quả hóa nghiệm thế nào rồi? Suy đoán của anh không sai. Trong cơ thể của Thu Mạc thu được tế bào đột biến tương tự như là lá lạp. Tôi đã tiến hành thí nghiệm với mẫu máu của cả hai người họ, phát hiện tế bào máu của họ lại hòa hợp với nhau một cách thần kỳ. Tiếp tục thí nghiệm đi, có lẽ chúng ta sẽ có bất ngờ lớn. Lá lạp, vua đến muộn. Muốn đến đây làm gì? Đừng có nói cô chạy đến đây để cứu tôi. Tôi không muốn bị cô liên lụy nữa đâu. Ai liên lụy đến cô? Nếu không phải cô giết nhiều người như vậy, sao tôi có thể tìm đến đây chứ? Lúc chấp hành nhiệm vụ, cô cũng giết đâu có ít người. Tình lý mạch niên đó quả nhiên không lừa tôi. Thực sự đến làm vật thí nghiệm là có thể tìm thấy cô. Sao cô biết được tôi ở đây? Là từng tìm được trên người của mấy người trẻ tuổi chết kỳ lạ đó có ADN của cô. Không thể. Tôi căn bản chưa từng động vào họ. Có người cố tình để lộ manh mối để cô đến đây làm vật thí nghiệm. Mặc kệ đi, dù sao mục tiêu của tôi cũng là tìm được cô. Ít nhất thì bây giờ tôi thành công rồi. Tôi giống như cô vậy. Từ sau vụ nổ đó,
Tôi có được siêu năng lực. Họ dù tôi đến đây cũng là để lấy tôi làm thí nghiệm thôi. Là tôi có biết hành tung của cô không? Xem ra vì hành động trượng nghĩa của cô mà hành động báo thù của tôi phải tiến hành sớm hơn rồi. Đứng yên. Tôi chiếc họ cài trong người tôi sẽ tự động cảnh báo. Cô đi trước đi, nếu không cả cô cũng bị liên lụy. Đi, cùng đi đi. Lần nào cô cũng làm chậm trễ cả. Đuổi theo. Mình không thể chết. Mình sẽ không bỏ cuộc. Rõ ràng mình đã thoát khỏi sự khống chế của tử thần. Tại sao chứ? Mình sẽ không bỏ cuộc. Không ai có thể ngăn cản mình. La Lạp hiện giờ đang rất nguy hiểm. Tôi yêu cầu chi viện. Tình huống cô nói tôi đã biết rồi. La Lạp bây giờ mới là mối nguy hiểm lớn nhất của chúng ta. Cô và La Tân tự ý hành động. Vậy nên tôi quyết định hủy bỏ mọi tư cách hành động của hai người. La Tân, người ở phòng thí nghiệm đã chết hết cả rồi. Cộng sự của cô mới là ác quỷ thực sự. La Lạp, tại sao lại cứu anh ta? Người xấu không phân biệt lớn nhỏ. Chẳng phải cô đã nói vậy sao? Trên thế giới này, nhanh nhất lại chậm nhất, dài nhất lại ngắn nhất, bình thường nhất lại quý giá nhất, dễ dàng bị người khác coi thường nhất và cũng dễ dàng khiến người ta hối hận nhất chính là thời gian. Từ quyết định chúng ta đưa ra không chắc là chính xác, nhưng mà không ai có quyền tước đoạt nó. Đừng có giả dạng làm thánh mẫu trước mặt tôi nữa. Nếu không phải cô tự tiện hành động làm cho vali nổ, tôi cũng sẽ không biến thành quái vật cần phải hút thời gian của người khác.
Cô cùng tôi quay về tìm lá tinh, cậu ấy có thể giúp mà. Không muốn làm vật thí nghiệm nữa. Vậy cô muốn tiếp tục giết người vô tội sao? Sao cứ luôn tự cho mình là làm đúng vậy? Tổng giám đốc Vương cũng đến để tập thể hình à? Anh tập đi, tôi xong rồi. Cậu đã làm gì trong phòng thí nghiệm của tôi? Ông đã đạt được thành quả nghiên cứu từ trên người của La Lạp, nhưng lại không đồng ý tuân thủ lời hứa cùng hưởng với tôi. Vậy nên tôi chỉ có thể tự thử vận may. Anh mua chuột kỹ thuật viên của tôi. Vậy sao? Đáng tiếc, bây giờ bọn họ đều chết cả rồi. Không thể thấy cậu làm bất cứ chuyện gì nữa. Lúc đầu tập đoàn giao nguyên tử sắc quan trọng như vậy cho ông quản. Ông tưởng rằng họ sẽ phái mỗi một mình tôi tới giám sát ông sao? Tôi tin là tổng giám đốc Vương không phải là loại người ngây thơ như thế. Nói tiếp đi. Không sai. Lúc vụ nổ xảy ra, Thu Mạc và La Lạp cũng chịu ảnh hưởng phóng xạ giống nhau. Cũng may lúc đó tôi không phát hiện cô ấy có năng lực gì đặc biệt cả, cho nên tôi chỉ đưa một mình La Lạp về. La Lạp khiến tôi rất tò mò, vừa hay Thu Mạc đang để mắt đến ông, vậy nên tôi muốn xem thử hai người họ sẽ mang đến kết quả gì cho chúng tôi. Bây giờ mẫu máu siêu năng lực của Thu Mạc và La Lạp chắc đều ở trên tay ông đúng không hả? Tổng giám đốc Vương, ông đồng ý cho tôi biết đáp án chứ? Con người tôi không thích người khác làm trò sau lưng mình. Tôi hiểu. Tôi xả ra đi. Người sống an phận mới có cơ hội sống sót. Có lẽ cậu sẽ mau chóng tìm ra câu trả lời. Cậu giúp tôi giao những cái này cho sếp nhé. Mấy ngày không gặp, cô lại dùng đơn từ chức để chào đón tôi à? Cậu nói xem, lỡ Khải Huyền thực sự xuất hiện thì phải làm sao? X-Men nhiều như vậy mà, để họ đi đánh nhau đi. Vậy nếu X-Men không còn nữa thì sao? Ai có năng lực thì để người đó đi. Ông chú trong người kiến chẳng phải đã nói rồi sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Làm gì thế? Đừng có vỗ. Tôi còn đang chơi game. Vậy được rồi, tôi đi trước đây. Chờ một chút. Chuyện đó tôi có chuẩn bị quà cho cô ở trong tủ. Ở đâu? Đây là súng khống chế tốc độ, tôi dựa vào ADN của tôi mà tạo ra. Nhanh chậm tùy chỉnh, khống chế tốc độ. Cầm lấy dùng đi. Không có ghi lại ở trong cục đâu. Ngầu vậy sao? Cảm ơn cậu nha. Cậu qua đây. Nói với La Lạp, người ngực to thì càng nên đi cứu thế giới. Chết tiệt.
Cô chắc chắn muốn tham gia tổ chức của tôi chứ? Tôi chắc chắn. Anh trai cô từng là cộng sự của tôi. Sau khi anh ta mất tích, tôi thấy cô ngày càng trở nên lạnh lùng, tiếp nhận mọi huấn luyện. Nhưng mà bộ dạng hiện giờ của cô không phải là điều mà anh trai của cô hy vọng đâu. Chỉ có ở đây thì tôi mới tìm được tung tích của anh ấy. Tất cả mọi chuyện trước kia tôi làm đều là vì ngày hôm nay. Tôi không chấp nhận lý do của cô. Hy Lạp, cô nhớ kỹ, đây là một đội, một chính thể. Không ai vì mục đích cá nhân mà phá hỏng lợi ích của một tập thể cả. Sếp Nhiếp, ý nghĩa tồn tại ở nơi này thì từ nhỏ anh trai của tôi đã nói rất rõ ràng với tôi rồi. Chống lại mọi thế lực xã, triệt tiêu mọi mối nguy cho nhân loại. Tôi biết tôi nên làm gì. Nơi này nguy hiểm hơn cô nghĩ đấy. Tôi hiểu. Một khi tôi phản bội tổ chức sẽ ngay lập tức rời bỏ tôi. Tôi chỉ có thể che giấu thân phận, không có bất cứ một mối quan hệ gì với tổ chức. Tôi sẽ nỗ lực bảo vệ an toàn cho bản thân của mình và cộng sự. Hãy xin đồng ý cho tôi gia nhập. Rất vui được gặp cậu. Xin chào. 5 tỷ, đây chính là cái giá của lương tâm. Anh nói vậy là sao? Nếu thời gian chính là tiền bạc, đã là như vậy thì hãy biến thời gian thành hàng hóa, không có vấn đề gì chứ. Anh nói 5 tỷ là sao hả? Các cậu là sự lựa chọn tỉ mỉ của tôi. Tôi không muốn lãng phí sức lực. Được, được. Ôi trời đất ơi, chuyện gì vậy? Điên rồi. Được chưa? Hợp đồng. Lần này tôi nhất định phải giết Vương Khải Văn.
Tôi còn phải cảm ơn các cô, là các cô đã giúp tôi trở thành siêu nhân. Ông không phải người. Ông là ác quỷ. Quả nhiên cô vẫn đến. Có nhiều người muốn làm người đẹp anh hùng như vậy. Sao tôi không thể chứ? Chắc không phải có nổ nữa chứ. Đi nào, về thôi. Tôi nhất định phải tìm được cách khống chế được năng lực của mình. Tôi có thể giúp cô. Tôi bắt đầu chán cuộc sống ngày nào cũng chém giết, chấp hành nhiệm vụ rồi. Dù sao tôi cũng đã bị gạch tên, chỉ bằng những cơ hội này đi khắp nơi. Hy vọng lần sau gặp mặt, cậu nhìn thấy tôi sẽ không còn chảy máu mũi. Cậu kỹ thuật của tôi, cẩn thận thiếu máu đó. Thật ra, đột nhiên tôi cảm thấy hợp tác với cô cũng tốt lắm. Cô thực sự nỡ rời xa chúng tôi sao? Tôi sẽ quay về tìm hai người. Cuộc cạnh tranh của chúng ta còn chưa có kết quả mà. Này, mưa rồi, đi mau thôi. Tôi đợi cô. Rốt cuộc tôi cũng vượt qua được mạng 254 rồi. Thì sao? Hôm qua tôi còn qua được 521 đấy. Sếp Nhíp, có nhiệm vụ à? Gần đây thiên hạ thái bình, đám người chúng tôi đợi dài cả cổ. Hai người dạo này đi chung với nhau, nói nhiều quá đấy. Nào, để tôi giới thiệu đồng nghiệp mới. Thu Mạc, đây là cộng sự mới thay thế cho vị trí của La Lạp trong đội cô. Tiểu Nam, chào mọi người, tôi là Tiểu Nam, xin hãy quan tâm tôi. Quan tâm. Cô ấy dựa vào đâu chứ? Tôi là La Lạp. Tôi đang cố gắng học cách sống chậm lại một chút.